Cô thân mến, chào tất cả các em học sinh lớp 8. Thời gian vừa qua, cô đã gửi đến các em một số bài học của chương trình lịch sử lớp 8 học kỳ 2, từ bài 24 đến bài 27, theo chương trình sách giáo khoa lịch sử lớp 8. Để giúp các em nắm vững và hiểu rõ hơn nội dung cơ bản của các bài học này, cô sẽ thực hiện một số bài giảng theo từng chủ đề. Các chủ đề này sẽ tích hợp những kiến thức chung, trọng tâm của chương trình lịch sử lớp 8 học kỳ 2. Và bài giảng hôm nay là chủ đề 1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1884, phần thứ nhất. Chủ đề này gồm hai nội dung chính như sau. Phần thứ nhất, cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1873, chủ yếu ở các tỉnh Nam Kỳ. Phần thứ hai, cuộc kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Kỳ từ năm 1873 đến năm 1884. Và trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thứ nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1873. Nhắc lại cho các em một số sự kiện thực dân Pháp xâm lược Việt Nam như sau. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, quân Pháp nổ súng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Ngày 17 tháng 2 năm 1859, quân Pháp tấn công thành Gia Định. Đến năm 1862, quân Pháp đã chiếm thêm được các tỉnh Định Tường, Biên Hòa và Vĩnh Long. Trước tình hình đó, ngày 5 tháng 6 năm 1862, triều đình nhà Nguyễn ký với Pháp bản hiệp ước đầu tiên, đó là hiệp ước Nhâm Tuất, nhường cho chúng nhiều quyền lợi. Các em dựa vào nội dung sách giáo khoa lịch sử lớp 8 trích dẫn những nội dung chính của hiệp ước Nhâm Tuất để thấy được bản hiệp ước này đã gây những hậu quả nghiêm trọng gì cho đất nước và nhân dân ta. Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862 đã làm cho đất nước ta bị mất một phần chủ quyền lãnh thổ ở ba tỉnh Đông Nam Kỳ và đảo Côn Lôn. Mặc dù bản hiệp ước chỉ thừa nhận cho Pháp quyền cai quản ba tỉnh này, nhưng trên thực tế thì từ sau năm 1862, mọi vấn đề về chính trị, quân sự, kinh tế của vùng đất Đông Nam Kỳ đều do quân Pháp quyết định và thực hiện. Bên cạnh đó, nước ta còn bị thiệt hại lớn về kinh tế và tài chính vì phải mở ba cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt và Quảng Yên cho người Pháp tự do buôn bán và phải bồi thường khoản chiến phí nặng nề cho Pháp. Hiệp ước này còn là một rào cản gây khó khăn cho phong trào kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân ta lúc đó, chỉ vì điều khoản Pháp hứa sẽ trả lại thành Vĩnh Long chừng nào triều đình buộc dân chúng ngừng kháng chiến. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược ở Đà Nẵng và các tỉnh Nam Kỳ từ năm 1858 đến 1873. Ngay khi quân Pháp tấn công xâm lược Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh đã nổi lên, phối hợp chặt chẽ với quân triều đình chống giặc. Quân và dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã anh dũng chống trả và làm cho kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh quân Pháp bị thất bại. Năm 1859, khi quân Pháp tiến đánh Gia Định, phong trào kháng chiến chống Pháp đã diễn ra sôi nổi. Lực lượng nghĩa quân được thành lập và hoạt động ở nhiều nơi. Điển hình nhất là những sự kiện như sau. Vào sáng ngày 10 tháng 12 năm 1861, Nguyễn Trung Trực đã cho nghĩa quân của mình mai phục sẵn ở trên bờ. Sau đó, ông cùng một số nghĩa quân khác lên các thuyền nhỏ, giả làm thuyền buôn, rồi tiến sát chiếc tàu Esperance của địch, bất thần nhảy lên chiến hạm tấn công địch. Nghĩa quân đã dùng búa phá tàu nhưng không được, nên đổ dầu châm lửa đốt cháy tàu,
phần lớn lính Pháp trên tàu bị tiêu diệt. Sau chiến công này, nghĩa quân Nguyễn Trung Trực còn hoạt động mạnh mẽ ở Đông Nam Kỳ một thời gian, sau đó rút về hoạt động ở vùng Tây Nam Kỳ. Sự kiện tiêu biểu nhất đó chính là cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo từ năm 1861 đến năm 1864. Trương Định hay còn gọi là Trương Công Định bắt đầu khởi nghĩa chống Pháp từ năm 1861. Năm 1862, ông được triều đình phong chức phó lãnh binh Gia Định. Sau khi triều đình Huế ký hiệp ước Nhâm Tuất 1862, hoạt động của nghĩa quân Trương Định khiến cho triều đình lo ngại bị ảnh hưởng, nên đã phong cho Trương Định làm lãnh binh tỉnh An Giang. Tuy nhiên, ông đã kháng lệnh triều đình tiếp tục ở lại Gia Định cùng nhân dân kháng chiến và được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại Nguyên Soái. Nghĩa quân theo ông ngày càng đông. Sau khi được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái, Trương Định lập căn cứ chống Pháp tại Tân Hòa, Gò Công. Nghĩa quân hoạt động trên một vùng rộng lớn khắp các tỉnh Đông Nam Kỳ, khiến cho giặc Pháp sợ hãi và bị tổn thất. Để dập tắt cuộc khởi nghĩa, tháng 2 năm 1863, quân Pháp tấn công quy mô vào căn cứ Tân Hòa. Trương Định cùng nghĩa quân chiến đấu kiên cường suốt 3 ngày, rồi rút lui về căn cứ Tân Phước, ven sông Xoài Rạp. Nghĩa quân củng cố lại lực lượng để tiếp tục chống giặc. Khoảng giữa tháng 8 năm 1864, được tay sai dẫn đường, quân Pháp tấn công bất ngờ. Lực lượng nghĩa quân đã bị tổn thất nhiều. Trương Định bị thương nặng và rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết vào ngày 20 tháng 8 năm 1864. Sau đó, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục. Trương Quyền, con trai của Trương Định, đã đưa một bộ phận nghĩa quân lên Tây Ninh để lập căn cứ chống Pháp mới. Số còn lại tỏa đi tham gia vào các nhóm nghĩa quân khác ở Tây Nam Kỳ. Sau khi đã chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, quân Pháp lại âm mưu chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ của nước ta. Từ đây, phong trào kháng chiến lan rộng ra 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, triều đình Huế chỉ tập trung đàn áp khởi nghĩa nông dân ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ và ngăn trở phong trào kháng chiến của nhân dân ở Nam Kỳ. Với chủ trương thủ và hòa hoãn, nên triều đình cử phái bộ sang Pháp thương lượng nhằm chuộc 3 tỉnh Đông Nam Kỳ, nhưng chuyến đi thất bại. Về phần quân Pháp, lợi dụng sự nhu nhược của triều đình Huế để âm mưu chiếm 3 tỉnh Tây Nam Kỳ. Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 năm 1867, quân Pháp đã đem quân uy hiếp tổng đốc của Vĩnh Long là Phan Thanh Giản, cũng là khâm sai đại thần của triều đình tại Tây Nam Kỳ. Sau đó, quân Pháp đã chiếm được Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên không tốn một viên đạn. Nhưng trái ngược với sự nhu nhược, hèn nhát của triều đình Huế, nhân dân Nam Kỳ đã nêu cao quyết tâm chống Pháp xâm lược. Họ nổi lên khởi nghĩa ở khắp nơi. Sau khi quân Pháp chiếm 3 tỉnh Tây Nam Kỳ, nhân dân Nam Kỳ đã thể hiện tinh thần kháng chiến rất quyết liệt. Nhiều trung tâm kháng chiến được lập ra ở Đồng Tháp 10, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, Rạch Giá, Hà Tiên, với nhiều cuộc khởi nghĩa của các lãnh tụ nổi tiếng như Trương Quyền, Phan Tôn, Phan Liêm, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, v.v. Cô sẽ giới thiệu cho các em về một số lãnh tụ khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu ở Nam Kỳ từ 1860 đến 1875. Điển hình như Trương Quyền là con trai của Trương Định. Sau khi Trương Định hy sinh, ông đã đưa số nghĩa quân còn lại lên Tây Ninh, tìm cách khôi phục lực lượng và phối hợp với người Campuchia tiếp tục chống Pháp tại khu vực này. Phan Liêm, Phan Tôn là con trai của Phan Thanh Giản, đã hăng hái đứng lên mộ binh, lập căn cứ chống Pháp,
hoạt động ở Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh. Quân Pháp nhiều lần cho tay sai dụ hàng, nhưng hai ông đều cự tuyệt. Chúng đã cho binh lực đàn áp. Hai ông đã tìm cách trốn thoát được và lánh nạn ra Bình Thuận. Một trong những thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp kiên cường nhất của đất Nam Kỳ, đó chính là Nguyễn Hữu Huân, còn được gọi là Thủ Khoa Huân. Ông từng hai lần bị giặc Pháp bắt, nhưng vì muốn chiêu dụ ông nên chúng thả ra, ông lại tiếp tục khởi nghĩa chống Pháp. Tháng 3 năm 1875, ông bị quân Pháp bắt và kết án tử hình. Ngày 19 tháng 5 1875, khi giặc Pháp đưa đi hành hình, ông vẫn ung dung làm thơ. Một thủ lĩnh nghĩa quân tiêu biểu nữa, đó chính là Nguyễn Trung Trực. Trước đó, kháng chiến chống Pháp ở Đông Nam Kỳ. Sau một thời gian, ông đưa quân về Tây Nam Kỳ hoạt động, lập căn cứ ở Hòn Trông, Rạch Giá, Kiên Giang. Ngày 16 tháng 6 năm 1868, ông cùng nghĩa quân đánh úp đồn Rạch Giá và làm chủ trong 5 ngày. Quân Pháp cho lực lượng phản công, nghĩa quân phải lui về Hòn Trông rồi lập căn cứ ở đảo Phú Quốc. Tháng 9 năm 1868, ông bị giặc Pháp bắt, chúng dụ ông đầu hàng nhưng thất bại. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, giặc Pháp xử tử ông ở Rạch Giá. Trước khi bị hành hình, Nguyễn Trung Trực đã khẳng khái nói: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây." Câu nói của Nguyễn Trung Trực đã trở nên bất hủ bởi vì nó tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh những cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp, nhân dân Nam Kỳ còn chống Pháp bằng nhiều hình thức khác như phong trào tị địa, nghĩa là dời đi nơi khác sinh sống. Nhiều người dân đất Nam Kỳ không chấp nhận sống dưới vùng đất bị Pháp cai trị, nên đã từ bỏ nhà cửa, ruộng vườn để đến những vùng đất khác sinh sống, lập nghiệp lại từ đầu. Ngoài ra, có một số sĩ phu nho học đã dùng văn thơ chiến đấu chống giặc. Tiêu biểu trong số đó là Nguyễn Đình Chiểu là một trong số những sĩ phu nổi tiếng của đất Gia Định xưa. Trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Nguyễn Đình Chiểu đã nổi tiếng với tác phẩm thơ Lục Bát. Đó là tác phẩm Lục Vân Tiên. Sau khi thực dân Pháp chiếm Gia Định và các tỉnh Nam Kỳ, ông đã tham gia chống Pháp bằng tài năng văn chương của mình. Ông có hai câu thơ bất hủ: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà", và nhiều tác phẩm văn chương chống Pháp nổi tiếng như Trại Tây, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, vân vân. Bên cạnh đó, còn có các sĩ phu nổi tiếng như Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị, vân vân, cũng có những bài thơ văn tố cáo bọn giặc Tây xâm lược và đã kích châm biếm bọn quan lại triều đình hèn nhát, làm tay sai cho Pháp, chống lại phong trào kháng chiến của nhân dân ta. Sau khi tìm hiểu phần thứ nhất của chủ đề, cô xin tóm tắt lại một số ý như sau. Từ khi thực dân Pháp tấn công xâm lược nước ta năm 1858 cho đến năm 1873, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã bùng nổ và phát triển khắp nơi, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nam Kỳ. Tinh thần yêu nước và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta ở Nam Kỳ đã được thể hiện qua nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang quyết liệt và nhiều hình thức chống giặc phong phú khác. Tuy nhiên, triều đình phong kiến nhà Nguyễn lúc đó lại có những chủ trương hành động đối lập với tinh thần ý nguyện chung của toàn dân trong việc chống Pháp, tạo điều kiện cho quân Pháp thực hiện âm mưu đánh chiếm Bắc Kỳ sau này. Để giúp các em củng cố lại kiến thức vừa tìm hiểu trong bài giảng, cô có các câu hỏi luyện tập như sau. 1. Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 đã gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào cho đất nước và nhân dân ta?
Hai, em hãy nêu một số sự kiện tiêu biểu trong phong trào kháng chiến chống Pháp ở Đông Nam Kỳ. Ba, nhân dân 6 tỉnh Nam Kỳ đã nêu cao quyết tâm chống Pháp xâm lược như thế nào? Các em cố gắng xem và nghe kỹ lại bài giảng chủ đề hôm nay để có thể trả lời tốt câu hỏi luyện tập của cô. Kết thúc bài giảng hôm nay, cô có một số dặn dò các em nhớ xem kỹ và thực hiện cho đúng nhé. Chúc các em học tập tốt môn lịch sử. Thân mến chào tất cả các em.